kênh Săn Bắt Sông Hậu TV. Mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Em mình nó đang coi mấy thế rồi mình chuẩn bị săn bắt thứ khác nha bạn. Gắn thì nó cũng có dính mà dính lê gai vậy. Giờ đang tìm cách đang săn bắt cái thứ khác nha. Thì tối mấy anh em mình cũng có dân lứ thăm cà cút, thăm bảy cà cút nữa. Sáng nay thì tiếp tục đi thăm lưới gắn thì cũng như mọi khi mình đi thăm cái tiếng khu vực ở trên bờ mặn đây nha. Trong đây mình có con tay thì cả nhà xem video mình cũng nhớ ủng hộ anh em mình bằng cách chia sẻ cho bạn bè như người thân để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực nha cả nhà. Có hàng cái này. Ồ, ồ. Lái hả? Lái. Sống không? Sống. Sống nha bạn ơi, sống nha. Rồi, con lái nha các bạn. Người ta còn hơi mấy dính cái hố mây nha. Mấy dính chịu qua. Cắt một nhiều. Cắt nguyên dọc luôn, nó lương nhiều. Tao giải cứu mèo. Giải cứu mày ra khỏi lưới đem cắn hoài. Mạnh mẽ. Phản xạ tự nhiên mấy bạn. Nhào táp phải né thôi không à. Gắn mới dính. Gắn bông động. Gắn này mà để trời nắng chết. Gắn này qua cửa sau thăm là chết liền nè các bạn. Đương đương mấy con đương dĩ ngợp thở. Gắn đực mạnh quá. Trời ơi, hơi đụng nó ỉa à mấy bạn ơi. Nó phóng ghế. Có tức có tiền ha bạn. Nó phóng ghế à. Tiếp tục chiêu cũ đi mấy bạn ơi, cho an toàn. Các bạn biết sao mà mình không gia chạm với mấy ông sư phụ rồi không mấy bạn? Hổ đắc á, mình nói như hổ đắc đâu đó là tại vì mình muốn thời gian lâu dài đừng quay cho mấy bạn xem được lâu dài. Còn gia chạm mấy ông đó đùa với tử thần không biết nó mắc giờ nào mấy bạn ơi. Nên mình không bắt nó. Có mấy năm trước mình cũng có bắt vậy mà mấy năm nay mình nhà la quá à. Thôi mình nghỉ mấy bạn. Mấy năm trước mình cũng có bắt. Dùng mình ở đây nó cũng có lai gai chứ không nhiều. Con cũng ký mấy, 2kg, 2kg mấy rồi nha các bạn. Không có hổ mèo nha, chỉ hổ đắc. Hổ đắc không à, dùng đây hổ đắc đen không. Năm nay nhà la quá à. Thôi mình không bắt nó nữa. Đổi qua bắt mấy con hiền. Vài bữa nữa anh em mình sẽ săn cò nha các bạn. Dậy dậy tưởng sức cái đầu luôn. Còn này là chịch cái là sức cái đầu nha các bạn. Đây gắn này quá đẹp mấy bạn ơi. Gắn này cũng không bự hung mà đẹp. Ủa cắt chúng đâu mà chảy máu mà đẹp chứ không nhiều. Gắn này mới dính sát chứ không phải chiều qua nữa. Nếu chiều qua là có thẹo rồi. Rồi, con đầu tiên nha mấy bạn. Còn đây là hành trang của anh em mình đây. Đây, mấy tay lưới đem theo mình xì cua, đang có dặm thêm dặm. Có thay lưới thì thay. Rồi, con đầu tiên nha cả nhà. Chuộng cắt lỗ bằng bãi lớn mà còn dính nữa đó. Lỗ rồi. Thế vậy là chứ nó đi. Nó đâu phải như người ta đâu mà nó né được. Rồi em mình sửa lưới lại mình đi thăm bẫy tiếp nha cả nhà. Cái tay nào có dính mình bấm máy lên cho cả nhà xem nha. Vậy thì tiếp tục nữa chứ cũng có dùng lên cục. Rồi lên đường thôi. Được, một em đầu tiên. Có một tay bữa hôm mình dính con ngựa phải không ta? Con ngựa gắn là thái người ta này dính là 4 con nó bự thôi. Bữa hôm có mấy trứng anh gặp nó tha rồi đó. Mấy trứng đầu trước nè. Không có thế gian nhiều gian được không ta. Dính dính. Dính dính. Còn gì vậy? Quả đã bạn ơi. Bánh mì vậy? Quả đã. Trời ơi to quá. Bánh mì nó bự quá bạn ơi. Thằng ơi nó nằm. Bánh mì nó nằm nó dài hơn cái tay lưới nữa. Nãy giờ mình lội hết mệt rồi đó. Hết mệt đó các bạn ơi.
Bạn xem này, nó dài hơn tay lưới nữa nè nha. Nó lại đi luôn, cái dài hơn tay lưới nữa. Bó tay chứ. Để càng lên cho mọi người dễ thấy. Cái này cái thế nha bạn, dở lên hình phủ xuống lại. Nó nằm theo cái tay lưới đó, nó xiết đi theo đó. Ừ. Nổi nó dài chứ. Nó đầu nó nhấc mình kia đi. Nó nằm dài theo tay lưới luôn. Mình bấm tạm dừng máy đây đây, anh em mình nó đem lên đang xử lý nha mấy bạn. Mình xử lý nha mấy bạn. Giờ mình nhổ lên luôn mấy bạn ơi. Đây nhổ cây lên luôn đi Tâm ơi. Sợ nó gị hồi nó tét da mấy bạn ơi, nó gặp mình đó. Tí xíu dính này, cửa nó đó mấy bạn. Mình nhổ đầy lên luôn nha mấy bạn. Đổi tay mới luôn mấy bạn ơi, tay này hổm gà dữ lắm, nhiều lỗ rồi. Trời, con bánh mì này nha anh Võ Minh Phụng ơi. Này đi. Quá đã rồi. Bánh mì bự. Lộn gì bánh mì nè mấy bạn. Rồi, em mình xử lý bánh mì này nha. Cái lớn này thảm gà dính nhiều quá, giờ mình bỏ luôn mấy bạn ơi, tét chân rồi. Đang éo luôn. Con bự quậy tét lưới chân. Cắt ở dưới đó trước đi thôi. Có em cầm. Trời, bố ỉa gì cho ông. Ỉa chứ nữa. Trời, nghe ẹt ẹt mấy bạn. Tại mình cầm mà nó đâu có thế, nó giật nè. Còn không có để nãy gì đó. Như hai cái đài á, giật thế hai cái đài á. Cái khúc ở dưới đó rồi quá trời, nên tại dướng cứ cũng không biết màu gì vậy. Yeah. Thôi còn đẹp. Cái máy dính nè. Máy dính chiều qua mà nó chém. Chém này còn. Con này mà phải mà dính chảy chảy gì nữa ta cho mày ăn đám đầy tháng rồi. Quá đã. Quá đã nha, con bánh mì nha anh Võ Minh Phụng. Do này cũng gần mấy cái bờ người ta trồng mít nè mấy bạn, nên là anh em mình không có nói chuyện lớn được. Mình đặt bẫy lưới này nó dễ thấy hơn bẫy lợp, nên là khi anh em mình nói chuyện nhỏ bạn thấy đi ngang cái này lúc nào cũng vậy, nhìn thấy là người ta thấy đẹp. Này hồi nãy con nghe bạn. Đó, lại nãy đó con này vô nặng túi. Con bánh mì vô rồi, vàng ôm đá gì đâu. Đối với mấy bạn ở ngoài á, dùng ngoài có gắn bự nhiều á, con này đối với bạn bình thường như đó với anh em mình là gì là được đó mấy bạn. Tại giờ biết sao, mấy bạn bẫy kia mấy bạn tốn chi phí rất là nhiều, còn đối với anh em mình nó không có tốn đáng kể là nhiêu chứ á. Ví dụ nhiều khi một tay lưới này mình hạ hổng gài, mấy bạn không biết cái tay này, mấy bạn xem clip mình mấy bạn cũng hiểu rồi đó. Cái tay này không hổng gài mình bắt là 5 con rồi đó, chết là chưa kể nữa đó. Nên là dính con này là mình bỏ sát lưới luôn nha mấy bạn, bỏ luôn thay tay mới để gắt tay mới đó. Lấy lại cây kim chì thôi. Đây nè, anh Phụng có coi clip mình, anh Phụng để ý nè nha. Em đem làm hai công viên, chẳng những vậy mà em phải rim xuống dưới. Chứ còn mà anh làm như vậy mấy con gắn bự nó khôn lắm, nó hắt văng lên nha. Mấy bạn đồng nghiệp mình cũng vậy, có bạn mình đi thấy văng gì đâu mà thấy đơn giản lắm. Không có văng dây viền, văng lưới trắng tư. Đó, bây giờ là quyết định là cắt bỏ từ lưới luôn nè, lấy hai cái đài lại nè. Tay này dính 5 con rồi, banh chành hết rồi. Xong, tiếp tục tay mới xuống sọt đó nữa. Lưới mới luôn. Rồi, em mình xuống văng lại nha mấy bạn. Em mình sẽ cho mấy bạn xem tặng cảnh tay lưới mới của mình là nó gì nữa ạ. Tay lưới mới này nha mấy bạn. Đó. Đơn giản gì đó, chỉ một phút cái tay này là khoảng 5 tắc này nha mấy bạn. Rồi, em mình văng lại cho chỗ cũ nè. Chỗ này ngay thế bờ này. Rồi, khi nào có dính nên bấm máy cho mấy bạn xem nha. Mình đặt lại. Mà chuột cũng không cắn. Đó, chỗ này chuột cũng cắn. Bên này mình thăm hết lưới mấy bạn ơi. Giờ tới bờ, tới đường 4m đoạn thuộc nè. Rồi, chào mấy bạn kết thúc này. Chào mấy bạn luôn. Rồi, cho anh em kênh Sông Cát Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nhấn chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà.
cho anh em mình kết thúc clip này luôn. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau nha. Hy vọng là những clip sau đi thăm bẫy trúng lớn nha cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.